Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Đam Mê Xanh. Và ngay cái phần đầu, cái hình ảnh đầu tiên của cái video này ấy, là cái hình ảnh của cái hội, cái nhóm Đam Mê Xanh ở trên Facebook. Mong rằng là các bạn sẽ có cùng đam mê, chúng ta sẽ cùng tham gia vào cái nhóm này để chúng ta có những cái chia sẻ nó thiết thực, nó kịp thời và nó hữu ích các bạn nhé. Trên cái kênh của mình ấy, thì nhiều bạn rất là quen với những cái hình ảnh mình thường chia sẻ, đó là cây dâu tây, cây hoa ngọc thảo và cây cà chua. Ba cái cây đấy là ba cái cây mà mình làm rất nhiều video về nó, chia sẻ về cách trồng này, rồi thu hái này, vân vân, rất là nhiều hình ảnh. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại vườn dâu tây và chia sẻ với các bạn xem là trong cái thời điểm này mình đã trồng cây gì nhá. Cái cây đầu tiên mà các bạn có thấy quen không? Cây này là cây gì? Ở chỗ các bạn gọi ấy, chỗ mình gọi là cây tóc tiên ấy. Còn mình lên mạng mình search thì mình thấy là chỗ thì gọi là cây nhãn lồng, chỗ thì gọi là cây cây lạc tiên, rồi là cây gì nhỉ? Đấy, đây đây. Chỗ mình là cứ gọi là tóc tiên đấy các bạn. Cái quả của nó rất là ngon ngọt, có thể là gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều bạn đây. Rau của nó ăn cũng rất là ngon, luộc thì thơm. Và cái dây của nó thường người ta nấu nước uống nó cũng rất là thơm các bạn, người ta chống mất ngủ. Đấy, cái cây này này. Cây này thì cứ gọi theo cái tên chung là cây lạc tiên đi. Tí nữa mình cũng sẽ hái một nắm rau. Đấy, rất là rậm rạp. Đây này, những cái ngọn rau rất là non, non mơn mởn luôn. Đây, cái hoa của nó đây các bạn, rất là đẹp. Đấy, nó lẫn vào cỏ xanh xanh ấy, nhìn không rõ lắm nhưng mà tốt lắm. Đây, lúc nãy ở trên kia là mình trồng cái cây lạc tiên ấy, nhìn nó hơi rậm rạp một chút. Còn ở phía dưới này là mình trồng toàn bộ đậu đen đấy các bạn, đậu đen xanh lòng nhá. Đấy, các bạn nhìn đang còn thấy dấu vết của những cái luống dâu tây này, cây dâu tây cũng đang còn này. Có cây chết, có cây chưa chết. Nhưng mà mình trồng toàn bộ là đậu đen xanh lòng rồi. Rất là tốt luôn. Tốt lên các bạn. Cái cây đậu này ấy thì mình cũng mới trồng năm nay thôi. Năm ngoái cũng có trồng nhưng mà trồng ít, có nghĩa là năm ngoái lại trồng ngô. Trồng ngô vào thì ngô cũng rất là tốt đấy, nhưng mà hầu như là nó mất chất đất các bạn. Trồng cái cây đậu đen này này, nó vừa rất là nhanh cho thu hoạch, rồi nó lại có tác dụng cải tạo đất. Để sau này các bạn muốn lấy cái cây của nó, các bạn làm phân xanh ấy, phân bón ấy, để ủ để trồng các cái cây khác như là cây cà chua hoặc là cây bầu, cây bí thì đấy, nó cũng rất là tốt các bạn. Đấy, nói chung là cái cây họ đậu ấy, không phải là riêng đậu đen này đâu, mà cái cây họ đậu nó đều có cái tác dụng là xử lý đất, cải tạo đất. Cho nên là nếu mà các bạn chưa biết trồng cây gì thì chúng ta có thể trồng cái cây đậu. Đậu thì tùy cái nơi của các bạn, cái thị trường, cái mức độ tiêu thụ ấy, là cái thế mạnh là cái loại nào thì các bạn sẽ trồng cái loại đó. Còn ở chỗ mình thì mình thấy là cái tiêu thụ cái đậu đen, đặc biệt là đậu đen xanh lòng này này, thì cái nhu cầu thị trường khá là cao. Cho nên là năm nay mình trồng toàn bộ mà thấy nó khá là nhẹ nhàng các bạn. Đấy, trồng ngay vào cái gốc cây dâu tây thôi, nhưng mà nó tốt này.
Chút nữa mình đi xuống phía dưới kia mình quay cái lứa trồng đầu cho các bạn xem. Nó rất là to rồi, nó tốt rồi. Còn đây là cái lứa trồng sau. Đấy, đang sẵn cái mạt thì mình để luôn. Hầu như là cái lòng cỏ nó không đáng kể, và đặc biệt là nó tận dụng được cái phân bón mà mình bón cho dâu tây ấy, thì nó đương nhiên nó rất là tốt. Ở các ở một số tỉnh các bạn ở phía Bắc đấy thì mình thấy là cái chỗ mà thời tiết mát mẻ thì các bạn ấy có trồng lại dâu tây rồi, chuẩn bị dâu tây giống rồi. Còn lại là một số chỗ thì các bạn ấy trồng cà chua, rồi trồng ớt. Mỗi nơi, mỗi cái kiểu khí hậu khác nhau, mỗi cái thị trường khác nhau, cho nên là mỗi người lại có cái cách tận dụng khác nhau. Riêng mình là chắc là năm nay và những cái năm sau nữa, và hết vụ này và vụ sau nữa, nếu mà chưa trồng dâu tây hoặc là cái diện tích trồng dâu tây nó không nhiều ấy, thì mình sẽ cũng chỉ trồng cái đậu này thôi. Mình thấy nó nhanh, nó dễ. Nó hơi vất vả cái lúc hái và lúc phơi một chút thôi, nhưng mà bù lại thì tất cả những các cái khâu khác nó đơn giản hơn và hiệu quả hơn đấy các bạn. Đấy, nhìn từ dưới đây lên thì là một bãi mênh mông, đậu cả là đậu nhá các bạn. Chưa biết là năng suất như thế nào. Giá thì mình biết rồi. Nhưng mà hiện tại thì thấy rất là khỏe, rất là nhàn. Chưa làm cỏ được cho nên là đang còn rất là rậm rạp đấy các bạn, nhưng mà cái cây đậu nó đã lên được rồi. Thành thử là cũng yên tâm, làm từ từ thôi, không có phải vội. Đây này, dâu tây đang còn đây này. Đang cháy lá xăm tít cả lại đây này. Đấy. Đó. Đậu cả là đậu đấy. Thế thôi các bạn nhá. Hẹn gặp lại trong các cái video tới nhá. Rồi mình sẽ cố gắng sẽ có cái lịch cập nhật nó ổn định hơn để giao lưu chia sẻ nhiều hơn với các bạn. Một lần nữa các bạn hãy quan tâm đến cái nhóm trên Facebook của mình để chúng ta cùng chia sẻ nhiều hơn, kỹ hơn, cụ thể hơn, chi tiết hơn những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm về cái việc trồng cây trồng hoa nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây này, chỗ này là cái chỗ mà mình trồng trước này các bạn, cũng đã tốt như thế này rồi đây. Đấy, đang rất là tốt mà nó mập lắm mà chưa thấy ra hoa cơ. Nhà mình đang ngắt bớt cái ngọn của nó, bấm ngọn đi ấy, không là nó leo ấy các bạn. Đấy, cái đặc điểm của cái cây đậu đen nói chung, và đây là cái cây đậu đen xanh lòng, thì nó leo cho nên là khi mà nó bắt đầu leo thì mình bấm ngọn. Cái rau, cái ngọn của nó luộc ăn cũng rất là ngon nhé các bạn nhé. Các bạn đã thử chưa? Nhà mình toàn có hái luộc thôi. Nó giòn ngọt. Đấy, nhìn rất là mỡ màng. Rất là từ cái chỗ mà khá là mệt mỏi, khá là căng thẳng trong cái việc mà chăm chút cái cây dâu tây ấy, rồi cây dưa, dưa hấu, dưa lê, thì sang cái cây đậu xanh này mình thấy nhàn lắm các bạn, rất là nhàn. Thì như mình nói lúc trước ấy, nó cũng hơi vất vả cái chỗ hái và phơi thôi, nhưng mà cũng không có lo, bởi vì là nó không có phải cái đồ tươi, phơi được là ok, không có việc gì hết. Đấy, cái dâu tây mà cái thời tiết cứ chỗ mình cứ phập phù thế này, chắc là mình trồng cái đậu này quanh năm luôn ấy. Gần Tết thì mình trồng lấy một lứa dưa chuột nữa là ok. Dâu tây mấy năm nay là khá là vất vả vì thời tiết. Đấy, nhìn từ dưới đây lên thì là một bãi mênh mông, đậu cả là đậu nhá các bạn. Chưa biết là năng suất như thế nào. Giá thì mình biết rồi. Nhưng mà hiện tại thì thấy rất là khỏe, rất là nhàn. Chưa làm cỏ được cho nên là đang còn rất là rậm rạp đấy các bạn, nhưng mà cái cây đậu nó đã lên được rồi. Thành thử là cũng yên tâm, làm từ từ thôi, không có phải vội. Đây này, dâu tây đang còn đây này.
xong cháy lá xong tít cả lại đây này. Đấy. Đó. Đậu cả là đậu đấy. Thế thôi các bạn nhá. Hẹn gặp lại trong các cái video tới nhá. Rồi mình sẽ cố gắng sẽ có cái lịch cập nhật nó ổn định hơn để giao lưu chia sẻ nhiều hơn với các bạn. Một lần nữa các bạn hãy quan tâm đến cái nhóm trên Facebook của mình để chúng ta cùng chia sẻ nhiều hơn, kỹ hơn, cụ thể hơn, chi tiết hơn những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm về cái việc trồng cây, trồng hoa nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.